Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì sau khi mà mình đã insert được cái danh mục phim vào trong cơ sở liệu rồi, thì bây giờ mình sẽ hiển thị nó ra ha. Thì các bạn sử dụng cho mình cái table bootstrap. Ở đây mình sử dụng table bootstrap ha, để các bạn có thể là hiển thị danh sách các danh mục phim. Các bạn copy cho mình, sau đó các bạn quay lại form ha. Ở dưới div nè, ở dưới div cái này các bạn chỉnh lại cho mình 12 ha, để cho nó lớn tí xíu. Rồi các bạn copy cái div này vào đây cho mình, cái table chứ. Rồi sau đó các bạn sẽ refresh lại thì mình sẽ được cái table như thế này. Ở đây á thì các bạn sẽ bỏ cho mình hai cái này. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra nè, ở cái controller này nè, các bạn sẽ lấy ra cho mình là để là list danh sách sẽ bằng gì các bạn, cái query đúng không? Ô, mình sẽ sử dụng phương thức ô, ô có nghĩa là tất cả ha, mình sẽ lấy ra tất cả. Rồi mình sẽ compact, mình gửi cái list danh sách ha, cái list danh sách của danh mục phim qua bên cái thằng cái query form. Rồi bên đây các bạn chỉ việc lấy ra thôi ha. Rich list. Ha. Rồi. Mình nén cái mình giống như mình extra cái danh sách này ra ha, để mình lấy cái dữ liệu của nó. Rồi ok nè, bây giờ các bạn sẽ để cho mình cái key ở đây nè, key ở đây. Ở đây các bạn chỉnh lại cho mình là title nè, description ha, là mô tả nè, sau đó là manage và quản lý ha. Rồi sau đó mình sẽ hiển thị cột nè, cột ra ha. Thì cái này nó tương đối là dễ rồi, nếu mà các bạn nào mà đã theo dõi cho mình theo dõi những cái clip về Laravel của mình ha, nó cũng rồi bây giờ mình sẽ thử refresh đó đây ha. Thì ví dụ như các bạn thêm một cái phim nào, phim lẻ đi, để mới. Rồi. Nhập hàng ngày đi ha. Rồi, hiển thị. Ok. À còn cái phần hiển thị nữa các bạn. Đây là phim lẻ mới nè. Hiển thị. Mình sẽ cho là active. Active hoặc là inactive ha. Rồi, hoặc là không, không hiển thị. Thì ở đây các bạn sẽ cho mình một cái TD nè. Các bạn sẽ cho mình là một cái nếu ở đây, nếu if ha, nếu cái thằng status nó bằng 1 đúng không, thì mình sẽ cho nó là hiển thị ha. Các bạn in ra cho mình là hiển thị, còn ví dụ như không thì nó sẽ là không hiển thị ha. Ngược lại 1 thì nó sẽ là 0 thôi các bạn. Rồi. Refresh. Đó, tất cả đều hiển thị nè. Bây giờ cái phần manage này mình sẽ cho các bạn. Rồi. Các bạn sẽ mở cho mình là form open ở cái chỗ quản lý này ha. Và mình sẽ mở là form close. Rồi. Ở cái form open này, bây giờ mình thực hiện cái việc xóa. Thì các bạn sẽ cho mình đầu tiên là các bạn cho mình cái mặt vuông. Sau đó mình sẽ ghi là phương thức. Ở đây mình xuống hàng đi ha. Ghi cho nó dễ nè. Phương thức. Cái phương thức này thì là phương thức delete ha các bạn. Delete. Rồi. Sau đó các bạn sẽ ghi cho mình là first round ha, sẽ ghi là round này nó sẽ gửi qua là round này á, các bạn sẽ để ghi cho mình là cái category chấm destroy ha, destroy. Và trong cái destroy này mình sẽ có là sẽ gửi cái category ID để nó xóa dựa vào cái ID ha. Rồi bây giờ các bạn ra các bạn refresh thử lại coi
Rồi ok ha, không bị lỗi. Thì sau đó các bạn sẽ ghi tiếp cho mình là cái mình để vậy hơi khó nhìn ha. Rồi, để cho nó dễ nhìn hơn nè các bạn. Rồi, sau đó là ví dụ như các bạn ghi là class on submit đi, on submit. Rồi, mình sẽ trả về gì các bạn? Mình sẽ trả về return confirm ha, confirm. Confirm là xóa. Chấm hỏi ha. Giờ mình thử refresh. Ở đây nó thiếu cái nút nè các bạn. Cái nó, các bạn cho mình là form submit. Rồi, ở đây là test ha. Là xóa. Rồi, ở đây các bạn cho mình class là btn answer ha. Rồi ok. Xóa đây. Thì các bạn click vào nó sẽ trả về là return confirm mà xóa nè. Và cái câu lệnh này nè ha. Xóa hay không đi, ví dụ vậy. Rồi. À, sau đó bây giờ các bạn thử xóa nè, ok cái. Rồi, nó gửi về đúng nè, cái query ID là 1 nè. Ok ha, có ID rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ qua bên cho mình cái thằng đây. Destroy thì mình sẽ các bạn sẽ cho mình là cái query find ID. Rồi sau đó là mình delete thôi ha, sau đó nó sẽ trả về cái trang return direct back, trả về trang trước đó ha, back lại trang trước đó. Rồi ok các bạn refresh. Thì bây giờ các bạn thử xóa cái cho trailer phim nè. Ok cái nè đó, trailer phim mất ha. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện cái việc là edit các bạn. Edit thì các bạn sẽ cho mình href ha. Href nó cũng là một cái class btn success đi. Hoặc là các bạn cho mình warning cũng được. Rồi ở đây mình sẽ để là sửa. Đó, nó sẽ được cái nút như thế này. Ở đây thì các bạn có thể cho mình là đường dẫn là route. Mình sử dụng rau đúng không? Rau các cụi chấm edit cái rau này á thì là rau là edit ha. Mình sẽ đẩy vào cái rau này các query ID. Rồi bây giờ các bạn thử ha, sửa nè. Đó, ID là 1 nè, edit nè. À, thì cái hàm edit này sau khi bạn ghi xong rồi cái edit này nằm đây nè các bạn ha, edit này nằm đây thì mình sẽ sử dụng một form các bạn. Các bạn copy từ cái thằng red này ha, thằng red này xuống cái thằng edit này cho mình. Rồi bây giờ các bạn sẽ truyền vào cái nó sẽ bằng get query ha, các bạn ghi get query file id. Rồi tìm cái dữ liệu dựa vào cái id mà mình truyền qua, sau đó các bạn sẽ cho mình là cái query nằm đây ha, cái query nằm đây. Rồi thì bây giờ các bạn quay lại cho mình cái thằng form này ha. Ở đây các bạn làm như sau. Ở cái phần này nè, các bạn sẽ cái phần form này các bạn ghi là nếu tồn tại cái biến gì các bạn, cái biến category ha, thì mình sẽ còn không else mình sẽ làm gì ha, and if. Rồi cái này là nếu không tồn tại nè ha, các bạn cho dấu thằng không tồn tại thì mình sử dụng form này, còn nếu tồn tại thì mình sẽ sử dụng gì các bạn, form khác ha. Mình sẽ sử dụng cái form open brow update các bạn. Mình sẽ sử dụng cái brow update. Ở đây các bạn sẽ mở cái ngoặc vuông cho nó ha, đóng ngoặc vuông. Ở đây cái brow update này mình phải truyền vào cho nó một cái category, các bạn truyền vào cho mình là một cái category id ha. Rồi các bạn seed id từ category này. Phương thức của nó là phương thức path ha các bạn, path. Các bạn chỉnh lại cho mình là phương thức put ha, phương thức put. Rồi bây giờ còn những cái này ha, null này là cái gì, giá trị mặc định đúng không? Thì bây giờ là bỏ cái null này đi. Bây giờ các bạn ghi cho mình là nếu set
tồn tại ha, các bạn ghi thẳng ngay như thế này, tồn tại gì cái query thì mình sẽ gì, à, câu lệnh if else rút gọn nè, thì mình sẽ từ cái query mà suy ra gì các bạn title, còn không thì mình để rỗng ha. Rồi bây giờ các bạn thử refresh lại thử ha, đó bây giờ mình sửa nè, thì phim mới nè các bạn ha, sửa phim chiếu rạp, ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt này ra, bắt này ra, thì bây giờ các bạn sẽ để cho mình là cái description này, rồi suy ra description. Còn cái này á, nó khác ở chỗ là các bạn sẽ đẩy thẳng cho mình cái query status vào luôn ha. Rồi ok ha, đẩy thẳng cái query status vào luôn, tại vì cái này là cái option, cái này là cái mảng mặc định ha, cái mảng tùy chọn. Còn cái này là các query status, ví dụ như đây là 0 ha, thì mặc định nó sẽ chọn là 0, là 0 ha. Còn ví dụ như đây là 1 thì nó sẽ tự động nó chọn là hiển thị ha. Đó, nó khác ở chỗ cái select này, nó là như vậy. Rồi bây giờ các bạn refresh nè. Rồi hiển thị hết ha. Bây giờ mình sẽ chỉnh lại, ví dụ như cho cái view mới này bằng status bằng 0 xem nó sẽ như thế nào ha. View mới. Rồi, 0 nè các bạn. Bạn thấy chưa? Rồi bây giờ các bạn kiểm tra xem cái form nó đúng chưa nè ha. Cái form của nó là cái query phương thức, bây giờ nó là vẫn là phương thức post ha, mình muốn nó là phương thức value nè, phương thức hidden nè, là path put rồi nè, nó chuyển thành put rồi nè các bạn ha. Rồi ok nè, thì bây giờ mình sẽ chuyển cái nút này thêm dữ liệu bằng cách là các bạn copy cho mình cái dòng này ha. Rồi nếu tồn tại cái thằng cái query không tồn tại, sau đó là an if thì sẽ như thế nào ha, nếu mà không tồn tại thì nút thêm, còn tồn tại thì mình sẽ thực hiện cái gì cũng submit luôn nhưng mà là cập nhật. Rồi ok ha, bây giờ các bạn refresh nè, nó đã là cập nhật nè ha. Rồi bây giờ các bạn tiến hành cập nhật thôi. Ở đây thì các bạn sẽ, nó giống như cái thằng này thôi các bạn, giống như thằng store này thôi ha. Ở đây các bạn sẽ ghi cho mình là để là update nè. Rồi cái này thì thay vì new tạo mới thì các bạn cho mình là phương thức file id thôi ha. Rồi cái này vẫn giữ nguyên. Rồi các bạn refresh thì các bạn cập nhật nè, phim mới 123 nè, ví dụ 123 đi. Rồi cái này là hiển thị nè. Rồi ok nè các bạn ha. Rồi, ví dụ sửa lại nè, không hiển thị nè, hiển thị luôn ha. Rồi ok.